Hello anh em, chúng anh em đây là em Honda Rebel 250. Đây là xe mới nha, chưa đăng ký, chưa gắn bền luôn nha. Đấy, và kế bên là em Honda CB 350. Đây là chiếc xe phiên bản Hnet Pro, phiên bản cao cấp. Và kế bên là một em Naked Bike Rambler. Em này là CF CLX 700. Em này giá cả rất là tốt nha anh em. Các xe ở đây là xe mới hết. Đấy, em này là chưa đăng ký biển số là 169 triệu cho một em xe Nexby ở phân khúc 700cc. Đấy, xe này nó có ruy control nha, có ruy control và hai mốt chạy đó. Xe trang bị ABS trước sau luôn, và kiểu dáng xe thì nó rất là ra chất Rambler địa hình, và cái phần vỏ xe của nó thì nó trang bị vỏ gai đi đa địa hình nha anh em, vỏ Pirelli đó, chơi vỏ hiệu luôn nha. Xe này cũng trang bị phuộc KB hành trình ngược và có thể điều chỉnh được luôn, cả trước và sau là nó sử dụng phuộc KB, một thương hiệu của Nhật Bản rất là nổi tiếng. Và chiếc xe này thì nó sử dụng cái khối động cơ hai xi lanh thẳng hàng, và nó cho công suất vào khoảng là 68 mã lực, cũng rất là mạnh nha anh em. Đấy, chiếc xe sử dụng cái công nghệ của Kawasaki, công nghệ máy của Kawasaki nha. Dung tích nó nâng lên là 693cc, nó cao hơn so với dòng Z650 hay là Ninja 650 nha anh em. Đó, mã lực nó cũng cao hơn so với những dòng kia luôn. Rồi đây là em CB350 Hnet Pro, thì chiếc xe này là được nhập chính ngạch về thị trường Việt Nam từ Ấn Độ nha. Và xe thì cũng có trang bị ABS trước sau, cũng như là có traction control, kiểm soát lực kéo. Em này thì nó ra dáng rất là cổ điển, và hiện nay thì chiếc xe này giá cũng đang rất là mềm cho anh em nha. Đó, xe này trang bị khối động cơ 349cc, xi lanh đơn. Đó, anh em có thể thấy là cái máy nó cũng rất là cổ điển, nó là giải nhiệt bằng gió. Đấy, thì em này cũng có giá là 100 mấy chục triệu thôi. Rồi kế bên đây là một em Rebel 250 đời 2015, xe mới, xe nhập Mỹ. Và em này thì nó là một xe cruiser hàng hiếm rồi. Đó, chiếc xe này để sưu tầm là chính nha, chứ cũng ít anh em nào mà đi cày bừa hàng ngày lắm. Đa số là mấy anh chỉ đi uống cà phê dạo phố thôi. Và xe thì là một chiếc xe mới, anh em có thể thấy được cái chất xe nó cũng còn rất là đẹp. Bởi vì chiếc xe này nó sản xuất tới đời 2015 và 2016 thì nó ngưng sản xuất nha. Đó, xe Mỹ thì thời điểm trước nó về thì chỉ có đời 2015 và 2016 thôi. Và ở đây mình cũng còn sót lại một em đời 2015, xe mới chưa đăng ký. Đó, và chiếc Rebel 250 này thì nó đúng chất kiểu classic luôn nè. Cruiser Classic chiều cao yên thì chỉ có 650mm thôi anh em. Nó cũng khá là vừa tầm, khá là thấp, để cho anh em có chiều cao khoảng tầm 1,5m trở lên là anh em có thể sử dụng được chiếc xe này nha. Xe thì trang bị khối động cơ là 234cc, và nó là sử dụng xi lanh đôi. Thì cái cục máy này xe nhập Mỹ là nó sử dụng máy vuông, thì anh em hay gọi nó là Rebel máy vuông xe nhập Mỹ. Đó, và tem ở trên bình xăng là tem lửa nha, nó có chữ Rebel kìa, nhìn rất là đẹp. Và các chi tiết ở trên xe thì nó cũng được xi mạ chrome rất là đẹp nha. Đây, cũng như là cái cổ bô nè, cổ bô cho tới lon bô thì nó liền một mạch luôn, và nó cũng được xi chrome rất là sáng. Khối động cơ của em nó nhìn rất là hay nha anh em. Cái nắp đầu bò cũng như là nắp máy hai bên thì nó được đánh bóng, nó được phủ bóng ha. Nó được đánh bóng lên xong sau đó thì phủ keo để cho nó tạo cái độ bóng của cái màu của cái kim loại. Đấy, xe này ở đời này thì nó vẫn còn sử dụng bình xăng con chế hòa khí ha. Đó, và nó cho cái chất âm thanh nghe trầm đục rất là hay, đúng chất kiểu ngày xưa. Đó, một chiếc xe Cruiser cổ điển. Em này là các chi tiết của nó được xi chrome nè, gáo đèn cũng được mạ chrome rất là sáng nè. Đó, tai xi nhan nè, cũng được xi nè. Xe là DES 215. Đó, một chiếc xe mới anh em có thể nhìn thấy nó rất là keng ha, rất là đẹp nha. Phuộc này là phuộc của Showa. Phuộc này nó cũng đánh bóng rồi áo keo nè, nó không có xi, nó không có xi ha. Phuộc này là phuộc đánh bóng áo keo. Đó, niền xi nè. À, nhìn rất là sáng, rất là đẹp. Bình xăng của em này thì nó vào khoảng tầm 10 tới 12 lít thôi. À, nó vừa phải chứ nó không quá nhiều ha. Nhưng mà đi cũng em này đi cũng tiết kiệm xăng chứ không có hao. Đó, và đây là cái da engine. Da engine thì nhìn cũng dễ biết lắm anh em, ở ngoài những chiếc xe cũ họ bọc lại cái yên nó không có cái nếp nhăn như thế này đâu. Đây là nếp nhăn tự nhiên của cái loại da bọc yên này. Đó, nhìn nó không có đồng đều với nhau. Đó, nhìn nó không có đồng đều.
Nó da bọc yên này nó là da zin nè, anh em có thể nhìn thấy ha. Thì mình có thể nhìn ở một chiếc xe mới để mình có thể so sánh một số các xe cũ khác, là xe cũ khác nó có bọc lại yên hay không, nhìn vào cái chất da yên là mình có thể biết đấy. Nẹp ở phía sau, nẹp của nó là cũng được xi nè, phuộc đầu phuộc trên dưới cũng được xi nè, cũng là phuộc của Showa luôn nha anh em. Đó, nhìn rất là đẹp. Tai xi nhan, tai xi nhan đặc trưng của dòng Rebel là nó dài ra hai bên. Đó, nếu mà anh em kỹ thì phải mua thêm cái bảo vệ, cái khung bảo vệ cái đèn xi nhan để nó không bị va quẹt, nó bị gãy ha. Đó, tem thông số của chiếc xe này nó toàn bộ là tiếng Anh hết, bởi vì xe này nó là xe của Mỹ, xe nhập Mỹ, cho nên thông số tem ở trên xe nó đều là tiếng Anh. Và anh em cũng có thấy là cái date ở trên đây, cái date nó cũng để là thể hiện là xe đời 2015 ha. Đó, xe 2015. Đó, thì anh em nào quan tâm tới chiếc xe Rebel 250 này thì anh em cũng có thể liên hệ nha. Một chiếc xe mới. Đó, ngoài ra thì cũng còn những chiếc xe khác, thì anh em thích cái mẫu nào thì anh em cứ liên hệ bên mình sẽ tư vấn cho anh em.